Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hà Nội Counter. Và đây sẽ là một video mở hộp 3 phút, một mẫu tai nghe 7.1 đáng lựa chọn nhất trong phân khúc giá 2 triệu đồng. Và đây chính là chiếc Logitech G433. Ngay tại đây các bạn có thể thấy đây, tên của nó Logitech G433. Và ngoài ra ở đây các bạn có thể thấy là nó hỗ trợ rất nhiều nền tảng khác nhau, ví dụ như là PC, rồi PS4, rồi Nintendo Switch hay là Xbox One và cả nền tảng mobile nữa. Và ở ngay phía sau các bạn có thể thấy nó hỗ trợ rất nhiều công nghệ âm thanh khác nhau, ví dụ như là DTS Headphone hay là Pro G. Kèm theo nữa, Logitech còn quảng cáo đấy chính là nó sẽ mang lại cho các bạn sự thoải mái nhất khi đeo tai nghe này trên tai. Ở ngay phía bên cạnh đây thì chúng ta sẽ có thêm một số thông tin nữa, như là khi các bạn sử dụng PC thì nó sẽ hỗ trợ âm thanh Surround 7.1, nhưng khi các bạn sử dụng những nền tảng khác như là PS4 hay là Xbox One hay là Nintendo Switch hay là Mac hay là Mobile thì nó sẽ chỉ là âm thanh Stereo mà thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng hộp mẫu tai nghe Logitech G433 này nhá. Và ở đầu tiên chúng ta sẽ thấy đây chính là nhân vật chính của chúng ta, mẫu tai nghe Logitech G433. Nhưng mà mình sẽ tạm thời để nó qua một bên đã. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem bên trong Logitech tặng kèm cho chúng ta những gì. Đây chúng ta sẽ có một hộp phụ kiện. Bên trong chúng ta sẽ có đây là jack mic này. Kèm theo đó nữa là một số dây kết nối dành cho hệ thống PC. Và đây sẽ là dây kết nối dành cho hệ thống đấy chính là smartphone. Kèm theo đó nữa, Logitech tặng kèm cho chúng ta những miếng mút để dự phòng. Và đây chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng, mình nghĩ là chắc sẽ không ai sử dụng nó đâu. Còn bên dưới nữa, Logitech đã tặng kèm cho chúng ta một chiếc túi để đựng tai nghe. Và mình thấy Logitech đã khá là quan tâm tới người dùng, bởi vì tặng kèm cho chúng ta một chiếc túi. Bởi vì sao? Bởi vì mẫu tai nghe này được làm hoàn toàn từ vải, thế nên là nó sẽ rất dễ để bám bẩn. Quay trở lại với cả nhân vật chính của chúng ta, mẫu tai nghe Logitech G433, thì nhìn từ bên ngoài các bạn có thể thấy thiết kế của nó cực kỳ đơn giản cũng như là tinh tế. Kiểu thiết kế này rất phù hợp với mình rất thích một mẫu tai nghe kiểu gaming nhưng mà nó lại đơn giản. Mình có thể hoàn toàn đeo nó ra ngoài để đi chơi. Nhưng mà nhìn vào đây các bạn có thể thấy chất liệu vải của nó rất chi là dễ bị bám bẩn. Nhưng mà nhờ chất liệu vải này mà chúng ta có thể đeo một cách nó thoải mái hơn. Khi các bạn đeo vào tai, chất liệu vải này nó sẽ ôm vào tai rất chi là thoải mái. Cũng chính vì thế mà nó lại có thêm một nhược điểm nữa, đấy chính là nếu như phòng các bạn không có điều hòa, các bạn đeo thời gian dài nó sẽ tương đối là nóng. Ngoài ra với chiếc tai nghe này chúng ta cũng có thể kéo ra, kéo vào để phù hợp với cả nhiều kích thước đầu khác nhau. Và ngay tại đây các bạn có thể thấy chúng ta sẽ có hai jack cắm, và ở đây chính là jack mic. Khi các bạn cần sử dụng mic thì các bạn có thể cắm mic vào, và khi các bạn không dùng mic các bạn có thể rút ra để cho nó đỡ vướng. Nhưng mà mình lại không đánh giá cao thiết kế của chiếc mic này lắm, bởi vì trông nó khá là thô. Còn ở phía dưới chúng ta sẽ có ở đây chính là jack tai nghe. Nhưng các bạn nên lưu ý một điều, đấy chính là khi các bạn muốn sử dụng âm thanh 7.1 thì các bạn sẽ phải sử dụng qua một jack cắm USB như thế này nhá. Và tổng kết lại với mức giá khoảng tầm hơn 2 triệu đồng, đấy chính là khoảng 2.700.000 đồng, thì các bạn sẽ có được một mẫu tai nghe có hỗ trợ âm thanh 7.1, và nó là tốt nhất trong tầm giá này rồi. Và nó đang được giảm giá 10% tại Hà Nội Counter. Thì các bạn có muốn mua mẫu tai nghe này không thì hãy comment phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.